Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị và các bạn chiếc xe rất là nổi tiếng của nhà Toyota với dòng phân khúc 7 chỗ. Đó chính là Toyota Innova. Chiếc xe Innova phiên bản 2.0V sản xuất 2016 đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu anh chị và các bạn nào quan tâm có thể qua bên em xem xe trực tiếp nhé. Đây là ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe này ngoại thất màu bạc phiên bản 2.0V ạ. Xe còn rất là mới và đẹp luôn. Xe chạy 137.000 km 2016, chạy rất là ít luôn. Đây là dàn mâm và lốp của chiếc xe. Mâm và lốp thì còn rất là mới ạ. Đây ạ. Lốp bánh xe đây ạ, thời gian đây luôn. Tuần thứ 44 của năm 2015. Xe còn rất là mới và đẹp luôn. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết cho anh chị và các bạn có thể quan để tham khảo kỹ hơn nhé. Đây là nội thất của chiếc xe. Chiếc xe có nội thất ghế da màu da bò rất là đẹp, sang trọng ạ. Đây là các phím ấn trên tappi cửa này. Tappi cửa. Đây là vô lăng. Mặt đồng hồ hiển thị này, màn hình DVD, đây là cần số bệ tì tay này, đây là khoang sau này, trần nỉ rất còn sạch sẽ, các chi tiết như là nội thất này, các phím ấn này, tapo, tapi cửa, em sẽ quay rất kỹ và chân thật để cho anh chị và các bạn có thể tham khảo một cách rõ nét nhất. Ngoài ra trong quá trình quay chụp, anh chị có cần chụp quay kỹ phần nào thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi cho anh chị và các bạn chi tiết các phần đấy. Đây là khoang về sau này, rất là rộng rãi và thoải mái. Đây là các ốc bản lề này, đinh tán keo chỉ của xe. Em sẽ đi chậm chi tiết từng cánh cửa một để cho các anh chị và các bạn có thể tham khảo một cách rõ nét nhất nhé. Mâm và lốp của xe rất là mới luôn ạ. Toyota Xuân Mỹ Đình bán xe ra thì sẽ cam kết cho anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục của Toyota, cam kết là xe không tai nạn, không bổ máy, không thủy kích và không phạt nguội ạ. Xe rất là đẹp và mới luôn. Ngoài ra thì bên em vẫn bán xe ra có hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 70% giá trị của xe với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Ghế đằng phiên bản này thì có cả khay để đồ cho ghế đằng sau đấy ạ, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì xe này đã được trang bị là dàn kính này, trải sàn này, màn hình DVD rất là đẹp luôn. Chiếc về pháp lý thì chiếc xe này là xe công ty xuất hóa đơn nhá. Nguồn gốc của xe này là xe Toyota Việt Nam, thế nên là anh chị và các bạn có thể yên tâm. Tiếp sau đây em sẽ đến khoang động cơ này. Toyota Innova phiên bản 2.0V 2016 đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình với giá là 525 triệu. Giá này vẫn còn giảm và thương lượng cho các anh chị nào, các bạn nào liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn tại các video tiếp theo ạ.